Tiểu sử Đức cha Bautista Bùi Tuần. Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần sinh ngày 21 tháng 1 năm 1927 tại Cam Lai, Thái Bình. Năm 1954, sang Hồng Kông tu học đến ngày 2 tháng 7 năm 1955 chịu chức linh mục. Sau đó ngài tiếp tục sang Roma, Thụy Sĩ và Đức và nhận được bằng tiến sĩ triết học. Năm 1964, trở về Nam Việt Nam làm giáo sư nhiều chủng diện tại miền này. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, cha Gioan Bautista Bùi Tuần được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Long Xuyên giới hiệu tòa Tabunia. Việc bổ nhiệm này và lễ tấn phong được cử hành vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đức cha Bùi Tuần là vị giám mục Việt Nam duy nhất tấn phong vào ngày lịch sử này. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu khí trầm lắng, không kèn không trống, không đàn hát, không rước kiệu, không quay phim, không tiệc tùng, không diễn văn chúc mừng. Có lẽ không có một lễ tấn phong giám mục nào lại đơn giản đến vậy. Ngày 30 tháng 12 năm 1997, Đức giám mục phó Gioan Bautista Bùi Tuần kế nhiệm giám mục Michael Nguyễn Khắc Ngữ làm giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, lúc đó đã 69 tuổi. Ngày 2 tháng 10 năm 2003, Đức cha Gioan Bautista được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II chấp nhận đơn từ nhiệm và nghỉ hưu tại tòa giám mục giáo phận Long Xuyên. Đức cha là một người rất yêu thích thơ văn và còn được biết đến như một nhà văn, nhà báo với nhiều tác phẩm được đăng và xuất bản. Nổi bật nhất là bộ sách Thao thức gồm 5 quyển phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2007. Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần là người đã đồng thời phong chức linh mục và tấn phong giám mục cho Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần cũng là giám mục Việt Nam chủ phong cùng lúc cho hai vị tân giám mục là Giuse Trần Xuân Tiếu và Giuse Ngô Quang Kiệt. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha cố Gioan Bautista. Ông bà và anh chị em thân mến, Đức giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần về với Chúa. Con xin kính cẩn nghiêng mình trước Đức cha Gioan Bautista khả kính. Con được biết đến Đức cha Bautista là người không chỉ đạo đức, thánh thiện, đầy chiều sâu thiêng liêng mà còn là một học giả triết học uyên thâm với học vị tiến sĩ triết học tại Đức Quốc. Điều đó được thể hiện qua các bài viết cũng như những buổi chia sẻ của Đức cha. Con rất ấn tượng với hai câu chuyện thâm thúy và ý nghĩa của Đức cha. Trước hết, để nhắc nhở mọi người siêng năng sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, Đức cha đã dí dòn rằng, cứ sự thường trong mỗi bữa cơm, chúng ta có thể xỉa răng khoảng 2 phút, và một ngày có 3 bữa cơm là khoảng 6 phút để xỉa răng. Như vậy, một tuần ta có khoảng gần 45 phút để xỉa răng. Thế nhưng, thử hỏi trong một tuần có khi nào ta dành trọn một giờ nghiêm túc để ngồi trước thánh thể Chúa, hay dành hẳn một giờ để sốt sắng cầu nguyện với Chúa? Có vẻ như không nhiều người có thể thường xuyên thực hiện điều đó. Xem ra, việc cầu nguyện với Chúa khó thực thi hơn những công việc thường nhật. Để dạy mọi người cách phục vụ trong tinh thần khiêm nhường, Đức cha có kể câu chuyện sau. Khi bắt đầu thánh lễ, tôi bước ra trước bàn thờ và cúi mình bái lạy Chúa. Tôi thấy cạnh bên bàn thờ được trang trí những lãng hoa tươi thắm và những cây nến xinh đẹp. Tất cả đều rực rỡ và lung linh, góp phần làm cho bầu khí thánh lễ được thêm phần long trọng và sốt sắng hơn. Thế nhưng, khi kết thúc thánh lễ, trước bàn thờ Chúa, tôi cúi mình bái lạy và chợt thấy những lãng hoa kia héo tàn rất nhanh. Tôi tự hỏi tại sao như vậy. Ngay sau đó, tôi hiểu rằng sức nóng tỏa ra từ các cây nến rực rỡ và lung linh kia đã làm cho những đóa hoa bị ủ rũ, héo tàn. Có thể những đóa hoa kia phải đau đớn thốt lên, anh nến ơi! Các anh cháy sáng và rực rỡ hào quang quá, đến mức sức nóng của các anh làm chúng em phải rụi tàn và héo hắt. Khi suy nghĩ về những điều đó, tôi liên tưởng đến thái độ của việc phục vụ Chúa nơi mỗi người. Thật vậy, có đôi khi trong cuộc sống, cách phục vụ của ta có thể trở nên nổi trội cách vượt bậc, tựa như spotlight chiếm hết diễn đàn, khiến những người khác phải lu mờ và trở nên tầm thường, dù rằng mọi người đều cùng nhau ca tụng và phục vụ Chúa. Nói tóm lại, mỗi khi nhắc đến Đức cha Bautista Bùi Tuần, hai mẫu chuyện trên đều xuất hiện trong tâm trí con và nhắc nhở con về thái độ của đời sống thiêng liêng. Con đã dành giờ và sống với Chúa như thế nào? Con có thường xuyên sống gắn bó và kết hiệp mật thiết với Chúa hay không? Trong đời sống thường nhật, cùng cách phục vụ Chúa của con như thế nào? Con phải nhỏ đi và Chúa phải lớn lên hay ngược lại? Thái độ phục vụ Chúa của con có làm cho anh chị em xung quanh phải đau khổ, thậm chí xa Chúa hay không? Tựu trung,
Con rất ngưỡng mộ và kính mến Đức Cha Bautista về sự đạo đức, thánh thiện bởi đời sống kết hiệp thâm sâu và mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng như việc hành triết rất thiết thực của Ngài trong đời sống hàng ngày. Giờ đây, có lẽ Đức Cha rất hạnh phúc vì được diện kiến và sống muôn đời cùng Thiên Chúa, đấng mà Ngài hằng mến yêu, tôn thờ và tin tưởng bước theo mỗi ngày. Trong niềm vui và hy vọng đó, xin Đức Cha cầu thay nguyện giúp cho chúng con là những người còn đang miệt mài bước đi trong cuộc lữ hành trần thế này, được luôn hướng lòng về quê hương Thiên Quốc, cũng như hằng mến yêu và phụng sự Chúa nơi mọi người. Mong hẹn ngày hội ngộ với Đức Cha trên thiên đàng vĩnh cửu để cùng chư thần chư thánh hát khen, chúc tụng và ngợi ca Thiên Chúa đến muôn muôn đời. Amen. Xếp thành hai hàng dọc và xếp hàng trong trật tự. Thánh giá đèn hầu, di ảnh và huy hiệu của Đức Cố Giám Mục. Sau đó kính mời bà con giáo dân đi sau huy hiệu của Đức Cố Giám Mục. Sau giáo dân chúng con kính mời quý sơ. Theo sau quý sơ chúng con kính mời quý thầy. Vì số lượng người bước ông đảo sinh tập đoàn và con nông dân tiến hành buôn hàng dọc. Xin theo sự hướng dẫn của quý thầy, thứ tự đoàn cước: thứ nhất thánh giá đèn hầu, thứ hai di ảnh và huy hiệu của Đức Cố Giám Mục, thứ ba bà con giáo dân xin xếp thành bốn hàng dọc, tiếp theo là quý phụ chúng sinh, sau quý phụ chúng sinh kính mời quý sơ, sau quý sơ kính mời quý thầy, sau quý thầy chúng con kính mời quý cha, sau quý cha chúng con kính mời quý đức cha, sau quý đức cha là linh cụ của Đức Cố Giám Mục, và cuối cùng là thân nhân của Đức Cố Giám Mục. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Phép lần hạt năm sự thương thư nhân thiện âm, Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi mau, ta hãy xin cho được an năn tội nên. Lạy Cha chúng con ở trên, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày mà tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin đoàn nước từ từ duy trì, xin đoàn nước từ từ duy trì. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước là. Xin đoàn nước đứng lại để chờ khi
Kính mừng Maria đầy ơn phụ nữ Chúa Trời ở cùng bà, bà con phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Mừng Maria đầy ơn phụ nữ cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ.
Thank you.
ba phút rồi mà để bị theo đi không phải anh quay để anh chuyển đi nhưng mà nhiều 5 phút nữa đâu cho anh chuyển đi đâu quay hình hai ba phút là anh được điện 4 phút là anh hết điện.